Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa cử tri tỉnh nhà, hôm nay tại thành phố Vinh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021, long trọng khai mạc kỳ họp thứ 12. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Với chức năng giám sát, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét đánh giá về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách năm 2019, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách năm 2020. Năm 2020 là năm có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách 5 năm 2016-2020. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tập trung thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá một cách toàn diện, khách quan về những kết quả đạt được, nhìn nhận thẳng thắn về những hạn chế, tồn tại, bất cập của năm 2019. Trên cơ sở đó, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát thực, có căn cứ, phù hợp với thực tiễn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững, đáp ứng nguyện vọng ngày càng cao của cử tri và nhân dân. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan tư pháp, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiến hành chất vấn về một số vấn đề nổi lên mà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri tỉnh nhà quan tâm. Với chức năng quyết định, trên cơ sở xem xét các tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thảo luận thông qua 22 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và tư pháp. Kỳ họp sẽ được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại kỳ họp này, do nội dung kỳ họp rất nhiều và quan trọng, để đảm bảo chất lượng chương trình đề ra, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ nội dung chương trình kỳ họp, tích cực tham gia các buổi thảo luận, tham gia hoạt động chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng đối với các nội dung, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để Hội đồng Nhân dân có các quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn và tạo động lực phát triển trong những năm tiếp theo. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức các đường dây điện thoại trực tuyến để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cử tri. Tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17.